Ok, chúng ta còn 2 trận đấu nữa là chung kết, thúc chung kết thế giới năm 2024 rồi. Và ngày mai thì sẽ là trận bán kết 1 giữa Weibo Gaming và BLG. Kèo này thì thực ra theo xem đội nào được chọn bên đã. Đội được chọn bên ở đội 1 ở ván chọn bên ở bên phía của Weibo và BLG thì vẫn chưa tung đủ xu. Này là bốc thăm rồi nha anh em nhé. Cái kèo chọn bên ở ván 1 đấy của 2 trận bán kết này ấy, thì nó sẽ là hình thức bốc thăm, vẫn chưa có thông tin là đội nào sẽ là đội được quyền chọn bên. Kèo này mình nghĩ rằng là cái khó đoán ở kèo này nó sẽ đến từ thằng Weibo. Weibo là một cái thực thể nó rất là khó lường. Nhưng mà kể cả khi mà Weibo khó lường nhất là playoff mùa hè năm 2024 á, thì BLG trận chung kết của LPL thì BLG vẫn nắc nhẹ nhàng Weibo với tỷ số là 3-0, đúng không? Và cái phong độ hiện tại của BLG so với chính họ ở trong vòng Thụy Sĩ nó đã có rất là nhiều những cái sự thay đổi rồi. Họ vừa đánh bại seed 1 của LCK là Hanwha Life Esports trong một cái ngày mà BLG đánh rất là hay, và họ trở lại với lại cái hình ảnh của họ ở giai đoạn trước. Họ đánh với Swain và họ đánh những combo nó rất là đặc biệt, và kể cả là họ đã mang lại những combo như kiểu là King Red và Galio rồi. Phong độ hiện tại của BLG với cái cánh trên của BLG đang rất là cao. Cánh dưới thì L và On vẫn thi thoảng, tức là On nó vẫn có những cái ngày nó off, hay là L thì vẫn có những cái giai đoạn mà nó thua đường hay là nó gặp vấn đề ở giai đoạn đi đường. Ở giai đoạn đi đường của BLG gặp rất là nhiều vấn đề. Cảm giác là cái việc là swap lane đến từ BLG hay những cái pha mà họ đánh early game nó vẫn chưa thực sự được mượt lắm. Cái ngày mà họ thắng Hanwha Life Esports cũng là một cái ngày mà mình nghĩ là cái phong độ của Hanwha Life Esports nó cũng không tốt ở rất là nhiều những cái vị trí, đặc biệt là đứng trên cái cánh trên của Hanwha Life ngày hôm nay đánh tệ thật. Còn với Weibo thì cái việc khó lường Weibo là một đội mà họ chơi nó như nào ta? Tại vì trước khi mà trận đánh với lại Lining diễn ra thì mình cũng đã dự đoán rằng là người thắng sẽ là Weibo chứ không phải là Lining. Tại vì cái việc start game ấy, thì cái việc mà chủ động khởi đầu game đấu đến từ Weibo, từ cấm phải chọn cái cách để họ đổi đường hay cách mà họ set up game đấu ấy, nó tốt hơn Lining rất là nhiều. Lining không phải là đội set up game đấu tốt, không phải là đội đánh early game tốt. Thì cái trường hợp này nó cũng tương tự như vậy ở cái vị trí của BLG. BLG cũng không phải là một đội setup tốt. Họ đánh early game, họ swap lane các thứ. Và các đội LPL ngoại trừ Weibo nha, thì 3 đội LPL còn lại mình không đánh giá cao về cái việc là họ khởi đầu game đấu, họ triển khai game đấu, họ cấm chọn, họ swap lane, họ đánh kèo đấu như nào, swap lane như nào ra sao để có được lợi thế sau những tình huống swap lane. Đó, đấy sẽ là cái mấu chốt vấn đề ấy. Cái điểm mà Weibo có thể vin vào ở kèo này để hy vọng có một chiến thắng trước BLG ấy, tức là cái start game của họ, cái việc khởi động game đấu của họ với Danny á, cấm chọn cho đến cái việc mà họ đảo đường, họ đánh early game, họ đi đường ra sao với đối thủ của mình ấy, sẽ là cái điểm mạnh nhất của Weibo. Còn Weibo không phải là đội macro di chuyển giao tranh gọi là hiệu quả ở giai đoạn sau, không phải là điểm mạnh, đấy không phải là điểm mạnh của Weibo. Thậm chí là đấy có những cái ván thắng Lining, có những cái ván mà tưởng thắng đến nơi rồi nhưng mà vẫn phải quăng xíu xíu, snowball nó không được mượt đến từ Weibo. Còn với BLG thì cái điểm mạnh nhất của BLG thì là ngược lại luôn. Họ không phải là đội start game tốt, họ không phải là đội triển khai early game hiệu quả, mạch lạc, nhưng mà họ là đội giao tranh tổng rất là tốt. Họ giao tranh và đánh macro thì không thua gì các đội Hàn cả. Thậm chí là đấy, đánh giao tranh còn thắng hơn cả được Hanwha Life Esports thì rõ ràng thì không phải là một tay mơ đến từ BLG rồi. Kèo này nó sẽ hơi ngược nhau một xíu. Là một đội đánh early tốt, đấy là Weibo, và một đội triển khai ở giai đoạn sau tốt, hiệu quả với những cái pha ép giao tranh, đánh 5 năm team fight tốt. Có những carry có thể tạo ra đột biến, có những siêu sao và có thể tỏa sáng được, đấy là BLG. Nó là những cái sự đối nghịch trong lối chơi của BLG và Weibo ở kèo đấu sắp tới. Chúng ta cùng vào với lại thông số để xem là có gì đặc biệt ở cái kèo sắp tới không nhá. Nhìn vào thông số thì có thể các bạn sẽ thấy được là nhận định của tôi thì nó cũng sẽ đúng hay là sai đấy. Nhìn thông số là biết được cái yếu tố đấy. Đầu tiên là về đội trước nha, team trước nha anh em nhé. Xem từ vòng main thôi. BLG và Weibo. Thời lượng ván đấu, Weibo là đội cái liệu ván đấu rất là dài, thường 35 phút, 53 đến 36 phút thì mới endgame. Rất là lâu. Thắng cũng lâu mà thua thì cũng lâu luôn. Đó là Weibo. Còn BLG thì đứng ở top dưới với 32 phút. End game sớm hơn xíu. Không nhiều đấy, 3 phút trung bình là nhiều đấy các bạn ạ. Weibo thì BLG thì thắng cũng thắng nhanh hơn, là thua thì cũng là thua nhanh hơn luôn. Nó cũng thể hiện một cái điều là đấy, khả năng snowball đến từ bên phía của Weibo nó không được mượt. Họ có lợi thế nhưng mà cái cách kết liễu vạt đấu của họ nó mất rất là nhiều thời gian, bởi vì họ không phải là một đội snowball mượt. Tỷ lệ chiến công đầu BLG là 50%, Weibo là 38,5%. Nhìn hơn một xíu đến từ BLG với việc là họ khai thác việc có chiến công đầu. Chiến công đầu này đến từ rất là nhiều nguồn, đến từ ganh đoạn đầu của rừng này, hay là solo kill này, đúng không? Hay là đua ở bot. Thì lại lấy trụ đầu của Weibo là 61,5%. Như cái thông số này các bạn có thể thấy được rằng là đội nào là đội hiện tại đang có một cái start game tốt hơn này, khởi động game. Mình hiện tại mình phải dùng cái từ gọi là start game ấy, tức là bắt đầu game đấu như thế nào ấy. Chứ còn nó là landing thuần túy ra thì nó hơi không đúng lắm. Tại vì hiện tại thì cái việc swap lane nó vẫn đang rất là phổ biến. Với những kèo khó thì vẫn có swap lane, và những kèo mà vẫn những cái con tướng đặc thù cần phải trải qua được giai đoạn cấp 1, cấp 2, cấp 3. Những kèo đấu mà swap lane nhanh hay là swap lane kiểu nhanh hay là swap lane theo kiểu là dài hơi ấy, thì nó vẫn tồn tại. Cho nên là chúng ta hãy cùng dùng cái từ gọi là từ start game nhé, cho nó chuẩn xác hơn. Thì cái việc start game của Weibo nó vẫn đang là tốt hơn một xíu so với BLG này. Cái tỷ lệ lấy trụ đầu, cái phần trăm lấy trụ đầu nó vẫn đang thể hiện cái yếu tố này. Với Weibo là 61,5%. Còn 50% là con số của BLG. Nó chỉ có 50% tỷ lệ lấy trụ đầu đối phương thôi. Trong khi đó con số của Weibo là nhỉnh hơn một xíu. Phần trăm lấy rồng, phần trăm ăn rồng của BLG và Weibo thì cũng là xem nhau. 52,1 so với 51,5 thì không chênh lệch nhiều. Rồi, sâu hư không? BLG là đội rất thích ăn sâu. Họ đánh rất là mạnh ở sâu hư không. Nhờ vào những con tướng và những cái đội hình có những cái ngưỡng sức mạnh, ví dụ cấp 6 chẳng hạn, hay trang bị đầu tiên chẳng hạn, kiểu thế. Thì thường là BLG là đội sở hữu tỷ lệ ăn sâu nó cao hơn với 3.6 con sâu trung bình một game. Còn với Weibo Gaming thì con số này nó chỉ là 3.3 thôi, cũng không lệch nhiều lắm, nhưng mà phần cái số lượng sâu trung bình ăn một ván là 3.6, nhỉnh hơn xíu đến từ BLG so với lại đối thủ. Về phần trăm của sứ giả, Weibo là 76,9, nhưng mà đến sứ giả thì Weibo lại là đội ăn sứ giả nhanh hơn, ăn sứ giả nhiều hơn, và phần trăm kiểm soát sứ giả của họ cũng là cao hơn. So với lại Weibo, tỷ lệ kiểm soát sứ giả của Weibo chỉ là 58,3% mà thôi. Trong khi đó Weibo thì là 76,9%. Brit đối đầu với lại Bin thì cũng là một cái kèo đấu mà nó cũng rất đáng trông chờ nha. Brit nó đánh ở kèo Leaning nó gánh ác luôn đấy anh em. Đánh Brit á, top của Weibo á, gánh siêu lực luôn. Mà gần như là nó trên kèo Zeka rất là nhiều ở trong cái cặp trận vừa qua với lại lần Tô Châu. Nhưng mà thực ra thì mình đánh giá là Zeka nó cũng không phải là một top cứng ấy. Bài thuốc thử của Brit với Bin thì nó sẽ nặng đô hơn rất là nhiều. Người thế chỗ Bin ở trong phần đội hình của RNG ở giai đoạn trước, những cá nhân của RNG có những cái dịp tề tựu đó. Đội hình RNG hình như có thiếu đúng Gala thôi. Còn lại là các thành viên hiện tại đều đang ở hai đội này luôn nhỉ, Weibo và BLG á. Đúng không ta? Đúng không? Bin, Brit này, Seo Hu này, Way này, đúng không? Đấy. Có mỗi Gala là không phải ở cái đội hình của RNG ở cái năm 2022 đấy thôi. Còn lại là cuộc tái ngộ của các thành viên cũ RNG ấy chứ. Giờ mới nhớ ra cái đấy. Cũng hay phết. Thiếu Minh nữa đúng không? Thiếu Minh nữa. Rồi, đấy là tỷ lệ phần trăm ăn những mục tiêu lớn anh em nhé. Baron thì sao ta? Baron đâu? À, Baron ở đây, Baron đằng sau đây. Đang nhìn vào tỷ lệ ăn rồng 15 phút đầu này. 15 phút đầu ăn rồng, Weibo và BLG khá xem nhau. Chung là ăn rồng thì có vẻ như là hai đội này khá là xem nhau. Về sâu hư không thì BLG kiểm soát tốt hơn một xíu so với lại Weibo. Nhưng mà nếu như nói về khả năng ăn sứ giả thì Weibo đang là một đội rất là tích cực ăn sứ giả, và họ thường xuyên kiểm soát được mục tiêu này. Hơn 70% là số cao á, con số ấn tượng các bạn. Thì lại ăn rồng là xem nhau này. tỷ lệ có được trụ chênh lệch của đối phương ở phút thứ 15. Cái này nó cũng phần nhiều thể hiện cái giai đoạn đi đường ấy, tức là giai đoạn start game ấy, giai đoạn start game nó đúng hơn, là đi đường hoặc là swap lane. Thì chỉ số này của Weibo là 0.1, còn BLG thì đang là âm 0.3. Thì là họ sẽ thường lỗ trụ hơn so với đối phương. Một là họ swap lane lỏ hơn, đúng không? Hai là họ landing lỏ hơn so với lại đối thủ. Lỗ trụ hơn đến từ BLG, còn chỉ số này đến từ Weibo nó vẫn đang không phải là dương nhiều lắm, 0.1 thì không phải là dương cao lắm, nhưng mà nó vẫn là kiểu nó không thua ấy. Tức là ít nhất là họ đổi ngang trụ đối phương, kiểu là như vậy ở trong những cái ván đấu. Thường là thế. Chênh lệch tiền ở phút thứ 15 Weibo đang là 959. Trong khi đó thì BLG đang là 384. Ra đến đây rồi thì chênh 1-2 trận thì nó không bị ảnh hưởng quá nhiều về những cái thông số như này nhá. Chúng ta nhìn thông số chúng ta có thể thấy được rằng là như tôi đã nhận định ở trước cái lúc mà chúng ta xem chỉ số ấy, tức là cái khả năng start game đến từ bên phía của Weibo nó tính cả là ban pick này, tính cả dọn đi đường này, swap lane này, nó tân tật mọi thứ ấy, trao đổi mục tiêu ấy, thì Weibo đang là đội làm tốt hơn một xíu so với đối thủ trong những cái ván đấu mà họ đánh. Top 1 á, top 1 lỗi anh em ơi. Top 1 là bị lỗi ấy. Chỉ số này nó không đúng không? Đúng là cái vị trí top 1 là bị lỗi thôi. Trang này nó vẫn chưa sửa top 1 từ tứ kết đến bán kết vẫn chưa sửa nhỉ? Lạ thật đấy. Đây là giáp trụ này. Thêm một cái chỉ số nữa cho anh em tham khảo này. Tỷ lệ phá hủy giáp trụ trung bình trong những cái ván đấu. BLG đang là 5.08, Weibo là 5.00, không lệch nhiều, không có lệch quá nhiều ở cái tỷ lệ lấy giáp trụ ở trong giai đoạn đầu. Nhưng mà tỷ lệ lấy trụ thì có vẻ như là BLG nhỉnh hơn xíu, tức là họ sẽ có một cái giai đoạn là từ phút thứ 14 đến 15 ấy, là thông số này ở trước 15 mà là Weibo có cái khả năng ăn trụ ở trong cái giai đoạn đấy. Và một cái chỉ số nó cũng khá là đặc biệt đúng không? Giáp trụ thì cân, nhưng nếu như nói về khả năng kiểm soát trụ chênh lệch so với đối thủ thì Weibo đang làm hơn một xíu, nhỉnh hơn một xíu so với lại BLG. Phần trăm ăn baron. Top 1 là bị lỗi anh em nhé. 64.1 đến từ Weibo, còn BLG thì đang là 58.3. Cũng không lệch nhau quá nhiều đúng không? Weibo kiểm soát 64% baron, còn với BLG là 58%. Chắc chắn là đến vòng này thì những cái đội nhìn chỉ số là toàn những đội top thôi. T1, Gen.G, Weibo, BLG này. Cái đội này bị lỗi anh em ạ. Đội số 1 là bị lỗi nhá. Đấy, lỗi cả máy tôi luôn rồi này. Ác. Tiền chênh 959 đến từ Weibo, BLG. Thông số này là thể hiện rõ nhất là đội nào đang là đội start game tốt hơn này. Chênh lệch tiền ở phút thứ 15 của Weibo đang là hơn 900 vàng, còn với BLG chỉ là 300, trung bình là hơn 300 vàng thôi. Nó lệch nhau rất là nhiều á. Mình vẫn nhận định là Weibo sẽ là đội start game tốt hơn, là đội sẽ có giai đoạn cấm vào chọn. Thế nhưng cấm vào chọn thì nó cũng tùy kèo đấu nữa, như là tùy cái ngày hôm đấy và cái khả năng ban pick và cái khả năng chuẩn bị của các huấn luyện viên ra sao nữa. Nhưng mà nhìn chung là trong những cái ván đấu thì Danny mình thấy ban pick mùa này, chung cái thế giới này tốt hơn rất là nhiều so với những cái mùa khác. Thi thoảng vẫn sẽ có những cái ván nó hơi bị lo lỏ đúng không? Nhưng mà chung gọi là tương quan, tổng quan nhìn vào thì Danny đang là một huấn luyện viên có khả năng cấm bàn chọn khá là tốt. Nó giúp ích rất là nhiều cho Weibo Gaming ở cái việc start game của họ, tức là những kèo bất lợi thì đổi đường ra sao, triển khai như thế nào, early game, landing như thế nào cho nó tốt. Và bản thân những cá nhân của Weibo, thậm chí cái người mà các bạn có thể các bạn thấy mà các bạn nhìn chỉ số và các bạn xem nó không kỹ ấy, các bạn có thể chê Seo Hu về cái khả năng đi đường của anh ta với những con tướng pháp sư nhá, nhưng mà mình đánh giá rất là cao Seo Hu. Đi đường của Seo Hu rất là tốt, nó hay bị bóp bởi thằng Tạc Giang thôi. Nó hay bị theo kiểu là kiểu cứ bị cuốn theo lối đánh của trận của đội ấy, tức là hay bị đánh nhau, có những cái pha đánh nhau ở sông hay đánh nhau đường dưới các thứ. Em nhớ cái ván Oriana không? Đấy, cái ván đấy là cái ván mà nó đang đi đường hay ơi hay. Xong rồi tự nhiên nó phải tele xuống bot một nhịp xong nó thọt luôn từ đấy ấy. May trận đấy hình như là vẫn win hay sao ấy. Thì Seo Hu là một người mà mình nghĩ là đánh giá rất là cao khả năng landing ấy. Cái đấy cũng sẽ là cái khó khăn dành cho BLG và Nai bên phía bên kia. Đây có em nhé, đây có. Sau nhận định của anh thì sẽ là siêu máy tính nhé. Đó, đấy sẽ là thông số gọi là của đội đến từ Weibo và BLG. Nhìn những thông số này mình lại càng khẳng định cái nhận định của mình là đúng. Tức là sao? Weibo là đội start game tốt hơn so với lại BLG. Tức là cái khả năng chơi early game của họ sẽ là tốt hơn một xíu so với lại Bilibili Gaming nha anh em nhé. Ok, chúng ta cùng vào với lại thông số của player, so sánh các vị trí đi đường. Đầu tiên là đường trên với kèo đầu giữa Brit và Bin. Những người cũng mình nghĩ là cũng rất là quen mặt nhau rồi. Không chỉ là LPL, trước là RNG là Bin. Khi mà Bin rời đi thì thế chỗ của Bin sẽ là Brit. Anh ta cũng nhận rất là nhiều những cái gạch đá ở giai đoạn đấy. Tại vì anh ta đánh không được như kỳ vọng. Kỳ vọng hồi đó của RNG rất là cao sau khi họ đánh vô địch được MSI, đúng không? Ok, sẽ là kèo đấu giữa Bin và Brit anh em nhé. Brit cũng đang có phong độ rất là ổn á. Tôi bộ lại bị lỗi anh em ơi. 4.2 đến từ Bin và 4.1 đến từ Brit. Mr. Hơi Thở và Mr. Bin có khá là xem nhau. Chỉ số lính trên phút Brit đang farm rất tốt với 8.3, còn Bin thì thua một xíu với 8.1 thôi. Nói chung là chỉ số của hai người này đến thời điểm này mình nhìn vẫn đang thấy cân đấy. 437 gold per min nhá. Brit nó gánh ác luôn các bạn. Xem kèo với Linh Ninh nó đánh ai đấy. Nhưng mà cái meta này với những con đấu sĩ của Brit đang khá là hiệu quả. Rắc, cá sấu, đúng không? Những con mà Bin cả Brit và Bin đều đang rất là tủ. Líu luôn. 437 gold per min. Vàng trên phút đến từ Brit và con số này của Bin là 413. KP tỷ lệ đóng góp phần trăm điểm hạ gục Bin đang là 55%. Còn với Brit thì 61,9. Thực ra thì cái thông số này nó thể hiện được gì là cái gì, tức là Bin hay được nhường tài nguyên đánh carry chứ các bạn. Tức là cái việc mà đẩy cánh của nó và nó tránh cái việc phải đi chung và giao tranh với đồng đội. Còn cái vấn đề này của Brit thì phần trăm KP cao hơn của một ông top, nó thể hiện được rằng là ông ấy có đóng góp vào lối chơi được bao nhiêu phần trăm và có phải là carry của đội hay không nha. Đó. Thì cái khả năng đóng góp vào lối chơi chung, tức là đóng góp vào cái tỷ lệ điểm hạ gục chung của đội của Bin đang là thấp hơn một xíu so với lại Brit nhá. Bin sẽ đánh cánh nhiều hơn, anh có những cái chất tướng đánh cánh nhiều hơn và carry nhiều hơn một xíu so với lại Brit ở bên phía bên kia. Đấy sẽ là cái nhận định của mình ở kèo đấu đường trên. Bin thì anh ta sẽ có một cái kiểu chơi khác và có một cái nhiệm vụ nó hơi khang khác một xíu so với lại Brit ở bên phía của Weibo nha mọi người nhé. Phần trăm sát thương của Brit đang là 23,6%, còn với Bin thì là 21,6. Đấy, cũng hai cái chỉ số này nó thể hiện là Bin đẩy cánh nhiều, ít tham gia vào combat tổng, 44 nhiều hơn đến từ BOG để tạo khoảng trống cho Bin farm và Bin carry ở giai đoạn sau. Còn Brit thì đi chung với đồng đội rất là nhiều, đánh nhau, dịch chuyển các thứ, anh ta có những cái pha dịch chuyển hay có những cái pha tham gia giao tranh rất là tốt. Cá sấu là chất tướng mà mình nghĩ rằng là Brit đang chơi tự tin nhất và hay nhất ở trong cái thế giới lần này. Nhưng mà cá sấu của Bin thì cũng là quái vật đấy nhá. Dam per min Brit là 551, Bin 552, không lệch nhiều, không có quá nhiều chênh lệch. Đi đường thì sao ta? Đi đường thời điểm hiện tại mấy ông top lại thường là những người chơi bị thọt nhiều nhất sau giai đoạn swap lane. Nếu mà có swap lane xảy ra thì top sẽ là vị trí bị thọt nhiều nhất. Brit đang là 387, còn Bin thì đang là -40. Swap lane lỏ. Đây thể hiện đúng swap lane lỏ luôn. Đấy, như mình đã nhận định ấy thì ở cái giai đoạn hiện tại ấy, thì cái việc swap lane ấy, thì cái vị trí nào là vị trí thọt nhất? Rừng thì vẫn được farm 6 bãi ở một cánh, đúng không? AD sẽ được thoải mái farm nhất. AD vẫn là cái vị trí mà sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều về lính, về tiền, được không? Thậm chí là nếu swap lane xảy ra thì AD là vị trí nhiều tiền nhất, tại vì nó có giáp trụ. Đang là một cái giai đoạn swap lane rất lỏ đến từ BLG nha. Kể cả họ thắng hàng online cũng khá là thuyết phục với tỷ số 3-1 đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái chỉ số này của Bin nó thể hiện được rằng là cái việc đảo đường, và trong những cái ván đấu đảo đường thì Bin luôn là người rất thọt, luôn là người thọt nhất, và cái việc đảo đường của BLG nó đang không hiệu quả, nó không có sự hiệu quả trong cái giai đoạn vòng loại trực tiếp hay là vòng Thụy Sĩ vừa qua của BLG á. Phần nhiều là do phong độ của họ cái vòng Thụy Sĩ nó không cao, Đấy, chỉ số này của Bin nó bị kéo ở một cái mức nó rất là tệ, âm 40 với một người chơi đường trên đang được đánh giá rất là cao ở trong một đội đến với bán kết của chung kết thế giới và đang có hy vọng rất là cao vào một trận chung kết như kiểu là BLG, thì cái chỉ số này của Bin nó rất là tệ nha mọi người nhé. Như tôi đã nhận định thì kèo này vẫn là một cái kèo đấu mà start game của Weibo, cái việc mà họ triển khai ban pick hay là triển khai swap lane và triển khai đi đường của họ ở early game ấy sẽ là tốt hơn một xíu so với lại BLG ở bên phía bên kia nhá. Chỉ số lính 5, dương 5, còn Bin thì đang là ở hai bên đều là dương 5. Kinh nghiệm tranh nhiều không? Brit đang là 232 dương, còn Bin thì là âm 9. Đó, chỉ số anh thấy không? Lính và tiền này rất là tệ luôn. BLG không phải là đồ swap lane hay, BLG không phải là đồ đánh early hay, đi đường của họ lúc nào cũng gặp vấn đề, kể cả bot nha, L và On ấy. Nghe em để ý thấy không? Triển khai đánh nhau mục tiêu giao tranh 5 năm đúng không? Hay là PK giao đoạn sau của BLG, tay của họ rất là to, nhưng mà landing là một cái câu chuyện khác rồi, tức là nó về cái vấn đề chuẩn bị ấy. Cho kèo đấu, cho ban pick, cho việc swap lane ấy. BLG là đội không thực sự là xử lý tốt ở trong cái thời điểm hiện tại. Bin đang là 4 lần solo kill, còn với Brit thì khiêm tốn hơn với 2 lần. Kèo này thì mình nghĩ rằng là cái việc cái cấm chọn hay là cái việc swap lane nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Mặc dù Bin vẫn đang có một phong độ rất là cao, phải khẳng định một điều như thế. Kể cả những cái chỉ số đi đường của anh ta thấp, nhưng mà cái đóng góp của anh ta và cái lối chơi chung của BLG nó vẫn là rất là nhiều. Và hai là anh ta là một người chơi có khả năng carry ở trong đội hình của BLG. Đấy cũng là lý do tại sao mà những cái phần trăm sát thương này, tỷ lệ gây đam của anh ta trên phần trăm sát thương toàn đội này, đúng không? Kiểu thế thì nó không cao. Đây là do là anh ta đẩy cánh nhiều, anh ta không tham gia combat nhiều, anh ta lấy trụ nhiều, lấy tiền nhiều dành cho BLG ở giai đoạn sau để gỡ lại cái early game thua. Đấy cũng là một phần lý do tại sao những cái chỉ số của BLG, của Bin nói riêng và của BLG nói chung ở trong cái giai đoạn đầu game nó không tốt. Nó phần nhiều là lý do là như thế, và ở giai đoạn sau thì Bin sẽ làm khác, sẽ làm khác hơn một xíu, với việc là anh ta khác so với các top khác. Anh ta lãnh cái nhiệm vụ đẩy cánh nhiều, anh ta lãnh cái nhiệm vụ carry ở cánh nhiều hơn so với lại những top lane ở thời điểm hiện tại giao tranh chung đồng đội nhiều, như kiểu là Brit ở bên phía của Weibo á. Đấy, cái cách chơi của hai người này nó sẽ có những cái sự khác nhau một xíu nhé mọi người nhá. Đánh giá kèo này mình nghĩ rằng là, tại vì early game nó rất là quan trọng ấy. Kèo này Bin vẫn sẽ nhỉnh hơn, chắc chắn là như vậy rồi. Đánh giá Bin thì nếu mà thang 10 thì mình sẽ chấm Bin ở giai đoạn hiện tại, phong độ hiện tại của anh ta ở 9,5. Brit thì chắc là tầm 925 nhỉ. 925 là hợp lý, tại Brit nó đang phong độ cao ấy. Nó cũng đang gánh Weibo ác luôn á. Dừng Tạc Giang đối đầu với lại Xuyên à? Swain chứ không phải là Way nha. Mình tin là với phong độ hiện tại và với những cái meta như thế này thì Swain sẽ là lựa chọn nó hợp lý hơn so với lại Way ở bên phía của BLG. Swain thì số trận của anh ta đánh ít hơn, nhưng mà nhìn thông số nó cũng sẽ hơi khó. Lỗi gì nhỉ? 5.3 của Swain. Rất là số trận của Swain thì chỉ đang là 9 game thôi, còn với Tạc Giang thì làm 13 game, với kia đây là 3.5. Lính farm khiếp, chỉ số ác thế, lỗi đúng là lỗi có khác. 6.2 của Swain với 9 game, còn Tạc Giang thì nó thông số của Tạc Giang đang không tốt, không cao lắm, với chỉ là 5.3 thôi anh em nhé. Tạc Giang đang chỉ đứng cuối với 5.3 này. Khả năng farm của Tạc Giang hy sinh rất là nhiều cho Brit, cho Seo Hu, hay là thậm chí là cho Lai ở đường dưới nữa. Con Permin tiền kiếm được Tạc Giang cũng đấm rất là thấp, chỉ là 318 thôi. Còn con số này của Xuyên đang rất là cao. Sau 9 game này anh ta có trung bình là 358 vàng kiếm được trên phút. Số cũng rất là ấn tượng. KP thì sao ta? KP thì Tạc Giang đang là 77,1%, đóng góp rất là nhiều về cái lượng điểm hạng mục dành cho Weibo. Còn con số này của Xuyên đang là 73,8% nha. Dù game thì sẽ có những sự chênh lệch, nhưng mà game nhiều hơn mà lại có tỷ lệ phần trăm tham gia điểm hạng mục cao hơn đến từ bên phía của Tạc Giang so với lại Xuyên nha. Nhằm sát thương Tạc Giang là 15, số trung bình của một người chơi đi rừng. Con số này của Swain chắc chắn là phải cao hơn chứ. Không, Swain cũng là 15, mặc dù đánh carry cũng rất là nhiều. Tất nhiên là game thì nó sẽ khác nhau về cái số lượng, nên là so sánh nó cũng sẽ hơi khó. Nhưng mà Swain đánh carry chắc chắn là nhiều hơn Tạc Giang rồi. Ampermin Swain này anh phải nhỉnh hơn chứ. Má đó anh toàn vi, xong rồi nó đánh cả King Red. Ampermin nó phải nhiều hơn chứ. 391 so với lại Tạc Giang là 343. phần trăm khai thác chiến công đầu, một cái thông số mà nó cũng rất là đáng theo dõi. Xuyên là 44%, Tạc Giang là chỉ là 23,1%. Toàn mấy ông thần không quan tâm lắm đến chiến công đầu. Các bạn cứ thích đùa với lại solo nhau đi, mình đi farm, mình kiểm soát mục tiêu. Không phải là những người chơi có khả năng, một là counter jungle tốt, hai là có khả năng ganh nó hiệu quả. Mẫu chơi của Xuyên thì là carry, mẫu chơi của Tạc Giang thì nó hơi một thiên hướng dừng hàn một xíu, là thiên hướng nhiều về việc kiểm soát. Nhưng Tạc Giang cũng không phải là một người kiểu đánh phản ganh tốt. Nhận định là Tạc Giang thì cũng là một người chơi theo kiểu dừng kiểm soát đấy, mang cái hơi hướng LCK nhiều. Vàng chênh ở phút thứ 15, Xuyên là 93, số này của Tạc Giang thì là 50. Đó. Kinh nghiệm chênh ở trong rừng, Tạc Giang là 87, Xuyên đang là 1. Nhấn như là không chênh kinh nghiệm luôn so với người đi rừng đối diện. Tất nhiên là thông số như thế này thì vẫn đánh giá là Xuyên có khả năng carry tốt hơn. Thế là mẫu tướng mà anh ta chơi sẽ mang cái hướng carry nhiều hơn. Và cái trục mid rừng của BLG nó cũng sẽ khác so với một xíu so với cái trục mid rừng của Weibo. Tức là trục mid rừng của Weibo thì sẽ đánh theo một cái hơi hướng là nói như nào ta làm nền nhiều hơn, đúng không? Tạc Giang và Seo Hu sẽ là cái gốc để cho những cái nhánh như kiểu nhánh của Brit hay là nhánh của Lai sẽ là những cái carry chính của Weibo. Còn với bên phía của BLG thì Xuyên sẽ nhiều khi là đóng vai trò carry thứ hai sau L á. Nhiều khi là nó còn carry, nó cái hơi hướng carry của Xuyên nó còn nhiều hơn cả. Thường là Xuyên sẽ là người carry. Và cái tần suất carry của Xuyên nó thậm chí còn nhiều hơn cả Bin nhá. Thì đó sẽ là những cái thứ mà bên phía của BLG họ muốn hướng tới với cái trục mid rừng của mình. Còn bể tướng thì đây, chúng ta sẽ đến với lại bể tướng của mid để chúng ta nhận định rõ hơn về cái kèo mid rừng của hai đội. Trục mid rừng cũng rất là quan trọng ở cái game đấu này nhá, tại vì trục mid rừng của hai bên này có cái cách chơi nó sẽ khác nhau một xíu. Cách chơi của hai đội này nó sẽ khác nhau một xíu ở cái trục mid rừng. Seo Hu đối đầu với Nai 6.2, King Red và Nai là 5 chấm. Chỉ số lính trên phút của Seo Hu là 8.5, con số này của Nai chỉ là 8.2 thôi. Nai cũng đánh rất là nhiều con pháp sư và làm nền nhiều ở trong cái chung kết thế giới lần này nha, thậm chí là anh ta cũng đã có Galio đấy. Galio xuất hiện thì những cái thông số này nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều, không phải là người đánh carry thuần đến từ Seo Hu nữa, đến từ Nai nữa, nhưng mà với việc là anh ta vẫn có thể chơi được những cái chất tướng carry rất là mạnh, như kiểu Ahri của Nai là một con Ahri rất là ghê nha anh em nhá. Ahri của Nai là Ahri ghê đấy. Nếu mà so sánh Ahri của Nai với Ahri của Seo Hu thì mình nghĩ Ahri của Nai kiểu mạnh hơn rất là nhiều và hay hơn rất là nhiều so với Seo Hu ấy. Seo Hu thì sẽ thuần kiểu đánh theo kiểu thuần pháp sư nhiều hơn. Oriana và meta thì không biết rằng là đến bán kết này thì có quay lại với meta carry mid hay không ta. Quay lại với cái meta mà Tristana rồi thì bắt đầu thấy mấy con Corki đánh rank quay ngược trở lại ấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng là meta thì nó vẫn sẽ rất là mở ở đường giữa thôi. Thậm chí là những cái lựa chọn làm nền như kiểu là Galio chúng ta cũng thấy rất là nhiều ở trong cái khoảng thời gian gần đây, với cái kiểu lên đồ áo choàng hắc quang, đúng không? Xong rồi quần trượng hắc thần á. Cũng ra là những cái lựa chọn để mở ra rất là nhiều. Quan trọng là dừng đánh gì và mid sẽ đánh theo con đấy. Tức là dừng đánh đấu sĩ thì mid sẽ đánh pháp sư, đúng không? Ahri thì vẫn đang rất là mạnh. Thi thoảng thấy Sindra nữa. Đó, Sindra cũng là một con mà cả Nai và cả Seo Hu đều đánh rất là tốt nhá. Thì đấy cũng là một cái điểm rất là nổi bật ở kèo đấu đường giữa này. Còn ví dụ dừng là carry chẳng hạn, đánh đến những con như kiểu là King Red các thứ, Virgo các thứ thì nó sẽ là theo kiểu mid, nó sẽ phải khác một xíu á. Thì mình nghĩ là cái trục mid rừng nó nên đi chung với nhau ở kèo này, nhận định nó sẽ dễ hơn một xíu. Trục mid rừng thì mình vẫn nghĩ rằng Nai và Xuyên sẽ mạnh hơn một xíu so với lại Seo Hu và Tạc Giang. Tức là cái độ liên kết của hai người chơi bên phía của BLG nó mạch lạc hơn so với lại hai ông bên phía Weibo ấy. Thế là Weibo nó Seo Hu hay bị Tạc Giang bóp lắm. Tức là Tạc Giang hay có những cái vòng rừng, hay có những cái hướng di chuyển ganh hay là tấn công hay là phản công hay là làm cho Seo Hu bị thọt rất là nhiều ấy. Thì Tạc Giang với thằng Seo Hu nó đang không có sự liên kết tốt như kiểu là hai người chơi bên phía BLG là Xuyên và Nai á. Rất nhiều ván Tạc Giang, để ý anh em xem, để ý rất nhiều ván Tạc Giang nó bóp Seo Hu, để đang đi đường ngon lành tự nhiên ăn rồng, xong rồi kéo nhau xuống đánh bot, xong bắt ép Seo Hu nó ép phải tele, xong đã tele xong còn chết. Đấy, có những cái ván như thế nó làm cho mình cảm giác là cái trục bít rừng của BLG nó đang hoạt động hiệu quả hơn rất là nhiều so với lại cái trục bít rừng của bên phía Weibo. Đấy là chỉ số ở mid và rừng nha anh em nhé. Xem một chút thông số nữa của hai ông thần đi mid nào. Nai 416 con per min, Seo Hu là 413. KP đóng góp Seo Hu là 76,7%, con số dã man cao ạ. Số cao ác luôn ạ. Nai là 71,3%. Cực kỳ quan trọng vào lối chơi của Weibo luôn. Đánh hay và không bị bóp, không bị đồng đội bóp, đánh hay thì Seo Hu là trái tim của Weibo ở thời điểm hiện tại rồi. Nhưng mà đừng bóp Seo Hu là được. Đam thì sao? Phần trăm đam. Đam thì khả năng cao Nai sẽ hơn Seo Hu xíu chứ không. Seo Hu thậm chí là hơn luôn 27,4%. Nai là 26,9%. Đam per min Nai là 688 so với lại Seo Hu là 638. Đi đường người đầu bị lỗi anh em nhé. 221 đến từ Seo Hu, Nai là 212, không chênh nhiều. Landing thì có vẻ như là đang không chênh nhiều lắm đấy, từ cái kèo này. Thực ra thì hai người này đều gặp hai mít khủng của tứ kết mà anh em. Tức là Weibo thắng Li Ninh là Seo Hu đối đầu với Scout. Nợ Vương đang phong độ rất cao ở vòng Thụy Sĩ đúng không? Còn Hanwha Life thua BLG thì Nai cũng đối đầu với Zeka mà. Thì tức là cái thông số này mình nghĩ là nó cũng khá là đúng đấy, nó cân là đúng đấy, cân là cái kèo này nó sẽ rất cân. Chứ nó không phải là người chúng ta so sánh với những người họ đã đánh bại rồi và thấy rằng là đều là những midland nó đều là top Scout và Zeka của Hanwha Life á. Kèo này mid cân đấy. Rừng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn xíu. Xuyên và Tạc Giang mình nghĩ là cái cách chơi khác nhau nên là cũng hơi bị khó so sánh ở cái kèo này. Nó giống nhau về cách chơi nó sẽ dễ so sánh hơn một xíu. Seo Hu một lần solo kill, Nai cũng một lần. Cần ác ạ. Mà chỉ số mid cần ác. Chỉ số ở midland đang rất là cân nha anh em nhé. Chỉ số midland đang cực kỳ cân. Nhưng mà nếu như mà tính cả trục bít rừng, tại sao mình nói là tính cả trục bít rừng, thì mình đánh giá là trục bít rừng của BLG đang hoạt động hiệu quả và họ có những cái sự liên kết nó tốt hơn so với cái trục bít rừng của Weibo. Cái trục bít rừng của Weibo bóp rất nhiều nhau và chính vì cái việc mà họ bóp nhau nhiều ấy, nó khiến cho Weibo là một đội mà rất là khó lường. Tức là trong cái game đấu đấy, nếu như Tạc Giang nó không bóp, thằng Seo Hu ngược lại tức là hai người này có sự liên kết với nhau hoặc là ít nhất không dẫm chân lên nhau thì Weibo sẽ đánh tốt. Là họ sẽ có một khả năng start game tốt, triển khai early game hiệu quả bởi vì họ có Danny, bắn pick tốt, swap lane hiệu quả, đúng không? Và họ chỉ cần đừng bóp nhau ở mid game thì họ sẽ triển khai snowball rất là mượt, họ sẽ triển khai khả năng lăn cầu tuyết rất là mượt. Đấy là cái cách chơi của Weibo nha anh em nhé. Thì ra tôi thấy ở chung cái thế giới này tôi xem Weibo kỹ phết đấy, hiểu lối chơi luôn rồi. Tức là hiểu cái điểm yếu và điểm mạnh của họ một cách rất là rõ ràng ấy. Điểm mạnh là start game thì rất là hiệu quả, đúng không? Danny đang có một mùa chung cái thế giới ban pick rất hiệu quả, nó có những ván manh tạo ban pick, nhìn ban pick là đã thấy là Weibo thắng luôn rồi. Nhìn ban pick đã thấy thắng rồi. Triển khai rất dễ ở early nhá, swap lane mạch lạc. Đánh early rất hiệu quả, nhưng mà cứ đến mid game là cứ phải có tí bóp nhau thế là chúng nó đấy, tại sao lại là Weibo 88 đấy các bạn? Tại vì cứ đến mid game là chúng nó bóp nhau. Chúng nó có những cái tình huống mà rất ngáo, di chuyển cực kỳ ngáo đấy, quăng công sức của thầy xuống sông xuống biển. Nhưng mà đội này là một đội rất khó lường ở cái điểm đấy. Tức là trong một cái ngày mà chúng nó không bóp nhau nữa thì cái start game nó sẽ là một cái ưu thế cực kỳ lớn luôn. Cấm chọn rồi thì cách triển khai early game nó sẽ là một cái ưu thế rất lớn cho Weibo luôn. Khó lường ở cái điểm đấy nha mọi người nhá. Mà BLG thì cái câu chuyện nó rất tương tự như Li Ninh luôn. Tức là sao? Họ không phải là đội đánh early game tốt. BLG cũng giống Li Ninh ở một cái điểm là không phải là đội đánh triển khai early game tốt, không biết cách swap lane. BLG không phải là đội swap lane hay không ạ? Không biết cách thì hơi quá. Họ swap lane không hay bằng những cái đội còn lại ở vòng bán kết này. Nếu mà tính vào vòng bán kết này đúng không? T1, Gen.G, BLG, Weibo thì đội swap lane tệ nhất là BLG. Đấy sẽ là một cái điểm mà BLG cần phải hết sức thận trọng ở kèo này với Weibo ấy. Chứ nếu mà họ mà mắc cái lỗi này tiếp giống như cái trường hợp của Li Ninh ấy thì nhiều khi Weibo vào chung kết đấy. Nói thật đấy. Cái này nó khó lường ở cái điểm đấy anh em ạ. Nó khó lường điểm đấy. Bot thì sao ta? Lai đối đầu với lại L. Đây cũng là một cái kèo đấu mà cái landing nó đang khá là lệch nha. Tưởng Lai và thằng Lai và Crisp đang có một giai đoạn chung kết thế giới mà họ đi đường rất hiệu quả ấy. Họ swap lane đánh rất là hiệu quả theo những cái nhịp đảo đường các thứ, nó đều là tốt hơn đến từ Weibo và so sánh với BLG. À, lỗi web à? Ừ thì lỗi mà. Ký đến đây 6 chấm đến từ Lai. Con số này của L là 4.4. CS farm. Khiếp, với ông xạ thủ Hàn gớm vậy. Nhưng mà farm gớm ạ. L là 9.7, còn Lai là 9.8. Không lệch nhiều lắm. Gold per min L là 457, Lai là 450, cũng không lệch lắm, không lệch nhiều lắm. Lát nữa mình sẽ nhìn cái chỉ số đi đường là các bạn sẽ thấy được cái thứ mà tôi nói luôn. KP đóng góp vào tỷ lệ điểm hạ gục của đội L là 70,7%, cũng ngang luôn đến từ Lai luôn. Phần trăm sát thương, đóng góp sát thương của L đang là 29,9% rồi, cứ gọi là làm tròn thành 30 đi đúng không? Lai đang chỉ là 27,4% thôi. Dàn đều sát thương hơn một xíu đến từ Weibo à? Brit, Seo Hu và Lai có vẻ như họ dàn đều sát thương một xíu so với lại bên phía của BLG là Nai, nó gánh đam rất nhiều, thậm chí là đam của Nai nó còn nhiều hơn cả, tức là phần trăm của nó còn cao hơn cả L. Có thêm Xuyên nữa thì cái phần trăm đam của L nó đang gánh đam rất là nhiều, nói bị ngược. So với lại Lai về phía bên kia. Dam per min L là 778 sát thương trên phút. Con số này của Lai là bao nhiêu đấy? 637. L đang có một cái khả năng gây sát thương rất là tốt. Mặc dù thì như mình đã đề cập là landing của swap land của BLG đang không hiệu quả, nhưng mà khả năng gánh đam của L trong giao tranh nó vẫn rất ghê. Còn Lai thì có vẻ như là nó sẽ hơi gọi là khiêm tốn hơn một xíu. Chỉ là 637 dam per min so với lại 778. Chênh lệch 100 dam trên phút là nhiều nha anh em nhé, không phải là ít đâu đó. Khả năng xe dam của Weibo ở các vị trí khác như kiểu là Brit hay là Seo Hu nó sẽ tốt hơn một xíu so với lại BLG đúng không? BLG thì một là Bin nó hay để cánh 3344 dẫn ra rất là nhiều ở cái cánh còn lại, từ giao tranh ấy. Và L nó phải gánh đam rất là nhiều cho bên phía của BLG đó. Nó cũng phần nào đó nhìn vào thông số này, nó cũng thể phần nào đó thấy cho chúng ta thấy được cái cách chơi của các đội nó có những cái sự khác nhau. Tức là sao giao tranh 5 năm đến từ bên phía của Weibo nó diễn ra nhiều hơn. Họ muốn có những cái pha giao tranh nhiều người hơn. Họ share dam thì nó có vẻ như là nó đều hơn một xíu so với BLG bị dồn cục vào nhiều người quá. Tức là một là Bin đẩy cánh nhiều nhá, không tham gia giao tranh nhiều nhá. Hai là dam của L và Nai nó đang kiểu và thêm Xuyên nữa. Nó đang cần phải có những người gánh đam sau ấy. Rồi sẽ đến với lại thông số đi đường. Cái thông số này mình nghĩ là thông số này là thông số thể hiện rõ ràng là cái việc là bạn đang đi đường tốt hay không. 142 và 129 cũng là nhiều lắm nhỉ. Và kiếm được ở trước phút thứ 15, chênh lệch so với người chơi phía bên kia chiến tuyến của Lai đang là tốt hơn một xíu, nhưng mà không nhiều lắm. Mình tưởng cái thông số này nó phải nhiều hơn nữa cơ, nhưng mà khả năng giữ vàng không lệch nhiều lắm đến từ L nó vẫn đang khá là tốt đấy. Nhìn cái thông số này của Bin nó thể hiện rõ ràng một cái điểm là BLG landing cực kỳ lỏ luôn, swap land cực kỳ lỏ luôn. Chỉ số lính thì sao ta? Lai là 7, L là 0. Rồi, không có duo nhỉ. Cái này không có cái tỷ lệ duo kill. Xem nốt support nha anh em. Support ông đầu bị lỗi các bạn. On Crisp 3.7, On là 2.7. Phần trăm hỗ trợ trên ván Crisp 11.3, On là 11.1, không chênh nhiều. Tỷ lệ tham gia địa điểm hạ gục của đội Crisp đang là 75,1%. On thì rất thấp luôn, 66% này, đi đâu này. Support đóng góp 66% điểm hạ gục của đội là Nhìn được thông số này đã biết là On cái tỷ lệ biến thành off nó cao như nào rồi anh em. Cái support người ta toàn trên 7x chứ. Support tiêu chuẩn của nó là phải trên 70% chứ. Sao ông này xong rồi, ông này 66% này. Tỷ lệ off cao vãi nồi ạ. Một là chết trước giao tranh, chết chay nhiều. Hai là đánh nhau cứ đi đâu ấy. Chết lẻ nữa, bị bắt lẻ nhiều đúng không? Chết chay trước giao tranh nhiều. Thứ hai là thứ cuối cùng là tỷ lệ là đồng đội đánh nhau thì mình đang ở một cái vị trí khác hoặc là như thế nào đấy. Không đóng góp nhiều lắm vào tỷ lệ điểm hạ gục của đội. Cái này là cũng phải warning On nhá, là tỷ lệ biến thành off, trạng thái off hơi nhiều đấy. Nhiều đấy các bạn ạ, cực kỳ nhiều đấy chứ không phải ít đâu. Vision per min rất cao luôn, 4.25. Nhìn chỉ số của Crisp đang đúng là kiểu mẫu mực của một người chơi hỗ trợ anh em ạ. Như thông số của một người chơi hỗ trợ nãy giờ tôi xem là trung bình acid đúng không? Phần trăm KP, và bây giờ là version per min, tức là tỷ lệ kiểm soát tầm nhìn trên phút, lượng tầm điểm tầm nhìn trên phút của Crisp đang là 4.25 ấy. Những thông số của một hỗ trợ thuần nó đang rất là cao. On phá mắt rất là tốt, On đang cắm mắt và phá mắt rất là ổn với lượng tầm nhìn, điểm tầm nhìn trung bình là 4.08 trên phút, khá là tốt. Bot này thì mình nghĩ rằng là vẫn sẽ là một cái điểm rất là khó nói, tại vì L với On cũng có những cái trạng thái mà chúng nó đánh rất là tốt. On thì biết rồi, có hai trạng thái là On và Off. Nhưng mà trong chung cái thế giới này, trong là cái tỷ lệ biến thành Off của On nó đang hơi là cao, đúng không? Crisp đang ổn định hơn một xíu, đấy là support. Thì có vẻ như Crisp sẽ ổn định hơn một xíu so với On. Còn xạ thủ thì mình đang có cái cảm nhận rằng là mặc dù là BOG kiểu rất lỏ ấy. Đấy cũng là một phần lý do tại sao mà BOG ăn được Hanwha Life ấy. Tức là họ start game rất lỏ, nhưng mà họ vẫn có một khả năng mà có những người gánh đam. L là một người gánh đam rất là tín của BOG ấy. Thì mình thấy rằng phong độ của L cũng đang rất là cao. Phong độ của L và Lai, L đang có một cái form nhìn hơn một xíu so với Lai. Lai thì Lai cùng với Crisp thì đang rất là ổn định, tức là tăng tiến thôi. Một cái phong độ của họ nó không bị phập phù. L và On thì nó sẽ là một cái phạm trù khác anh em ạ. L đang có một cái form rất là cao ở trong cái thế giới lần này. On thì hơi off một xíu thôi. Và nếu như mà cải thiện được thì mình nghĩ rằng là cái cặp bot của BOG là một cái cặp bot rất là đáng gờm anh em. Đây cũng là một cái điểm mà có thể gọi là một cái điều kiện thắng đến từ bên phía của BOG nhá. Tại vì là mid rừng thì mình đang đánh giá rằng là Weibo chỉ cần không bị bóp nhau thôi là Seo Hu và Tạc Giang nó cảm giác là nó đang có một cái ngưỡng phong độ và cảm giác là họ đang bắt meta tốt hơn một xíu so với lại Nai và Xuyên ở bên phía bên kia. Đúng không? Nhưng mà chúng nó hay bị bóp nhau quá. Top thì là kèo dưới của Brit so với Bin rồi. Top thì BLG hơn, mid rừng thì BLG thua một xíu, bot thì BLG hơn. BLG đang hơn 2 trên tổng số 3 khu vực đường. Theo đánh giá cá nhân của mình là như vậy. Mình gộp chung mid rừng là chung nhé các bạn nhé. BLG vẫn sẽ là đội được đánh giá cao hơn kèo này anh em ạ. BLG sẽ nhỉnh hơn một xíu, nhưng mà như mình đã đề cập là cái điểm yếu của BLG là khả năng start game của họ yếu hơn so với lại Weibo, tức là cấm và chọn nhá. Đi đường này, swap lane này, Weibo vẫn đang làm tốt hơn một xíu. Nhưng mà đến mid game thì mình có cảm giác là cái khả năng clan, cái khả năng clutch, hay là cái khả năng mà là đánh giao tranh 5 năm, hay là đánh ở cái thế mà thua tiền các thứ ấy, 5 năm giao tranh hoặc là 3-3-4-4 gì đấy, thì khả năng giao tranh của BLG vẫn là nhỉnh hơn so với lại Weibo. Và ít mắc lỗi nếu như có được lợi thế hơn so với lại Weibo đến từ BLG. Cái này thì mình nghĩ rằng là Weibo nếu mà muốn thắng của BLG thì sẽ rất là khó. Nếu mà Weibo thắng là 3-2, còn nếu mà BLG thắng trận này thì mình nghĩ là 3-1. Tất nhiên là đấy là cũng là lý do tại sao mà mình nói kèo này nó khó lường. Thằng Weibo nó có chốc không, nó có vào cái trạng thái Weibo 88 không, hay là nó đánh giống như họ đánh thắng Li Ninh. Có rất là nhiều những cái điểm tương đồng kèo này so với lại cái kèo Li Ninh và Weibo á. Tức là cái khả năng triển khai của BOG ở early game nó cũng tựa Li Ninh thôi, nó không phải là đội đánh early game tốt. Thì mà Weibo vẫn có cơ hội ở kèo này nhá, nhưng mà nếu mà Weibo muốn thắng thì sẽ là 3-2 cho Weibo. Còn BOG mà thắng kèo này mình nghĩ là đơn giản thôi, 3-1. 3-1. Đó. Rồi nha anh em nhá, đấy là nhận định của mình ở kèo đấu sắp tới giữa BOG và Weibo nhá. Mình sẽ nhấn pick up nhé các bạn nhé. Pick up của mình ở trận sau thì chắc là BOG. BOG anh em ạ. Tôi đặt niềm tin vào BOG tỷ số là 3-1 ở trong trận đấu sắp tới nhá. Tất nhiên là trong kênh tôi thì tôi nói rất là nhiều lần câu chuyện này rồi. Pick hoặc là nhận định của tôi thì nó chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, chứ còn cái này mới là cái chính anh em ạ. À đấy, hôm qua siêu máy tính dự đoán đúng dự đoán sai trận Bayern với lại Barca nha anh em nhá. Tôi mới là người nhận định đúng nha các bạn nhá, nên là nhiều khi là không biết ai tham khảo ai đâu. Weibo và BOG nhưng mà đang bị một cái khúc mắc là chưa biết đồ đảo chọn bên anh em ạ. Chưa biết đội nào là đội được chọn bên ở ván 1, cho nên nó bị khó. Hiểu không? Cho nên nó đang bị khó ở cái điểm đấy. Quay hai trường hợp cũng được, cũng được. Thank you dấu tên nhá. Dấu tên. Thank you bạn nào mà đúng đấy combo mô nhá. Chúc anh live stream vui vẻ. Thank you bạn dấu tên nhá. Thank you bạn rất là nhiều nhá. Anh em donate, anh em quẹt phải, anh em quẹt WeScan á. Đấy lại Momo anh em nhé. Hai trường hợp à mọi người. Hai trường hợp. Ok. Như vậy là trường hợp đầu tiên là Weibo là đội được chọn bên trước. Và sau đó là BOG anh em nhé. Weibo chọn bên trước thì Weibo đang thắng 1-0 nhá. Gì đấy? Không, nó phải 5 ván chứ. Muốn thắng nó cũng phải thắng 5 ván. Đúng nhận định. Weibo được chọn bên trước thì siêu máy tính nhận định là Weibo sẽ thắng 3-1. Ngáo tin. BOG thắng 3-1. BOG được chọn bên trước này anh em. Này mới đúng này. Bà không nó nhanh nhỉ. Đúng rồi các bạn ạ. BOG mà được chọn bên là họ sẽ thắng 3-0. Weibo được chọn bên, tức là đội nào được chọn bên ở ván 1 đội ấy thắng à? Nhéo tim. Khó thế. Đội nào được chọn bên ở ván 1 là đội đấy win. Weibo chọn bên thì Weibo thắng 3-1. BOG được chọn bên thì BOG thắng 3-0. Méo tin. Weibo với tôi thì tôi cảm nhận là linh cảm tôi là Weibo sẽ là đội được chọn bên. Ở cái kèo này. 50-50 tung đồng xu luôn chứ còn cái gì nữa. Weibo là đội được chọn bên trước nhưng BOG là đội thắng chung cuộc. Tỷ số nó sẽ là như này, ván đấu nó sẽ là như này này anh em ạ. Ván 1 được chọn bên thì BOG win. Sang ván 2 thì Weibo win. Xong 2 ván còn lại BOG win tiếp. 3-1 cho BOG anh em nhé. Hỏi siêu máy tính ai chọn bên à? Đấy cũng khó nói lắm các bạn. Sao biết được. Nhấn kiểu gì được cái đấy đúng không? Thank you Chi Mai nhá, thank you bạn rất là nhiều nhá, thank you bạn donate qua Momo nhá. Em gửi trước để bắp sức mạnh cho đội tuyển cờ đỏ. Thank you bạn rất là nhiều nha. Thank you chị Mai donate qua Momo nha. Thank you bạn nha. Anh em donate, anh em quét WeScan, em play duo với cả Momo nhá. Thank you các bạn. Rồi, như vậy là siêu máy tính và nhận định và dự đoán của mình đã xong ở kèo bán kết 1. Sơ sơ là như vậy nha anh em nhá. Dự đoán của mình là 3-1 cho BLG nhá. Khả năng cao là 3-1 cho BLG thôi. Đúng anh em ạ, đúng. Siêu máy tính này nó cũng đến giờ lọ rồi các bạn ạ. Ngày hôm qua nó lọ đấy.